Mây không thay mặt nhưng mà Mây sẽ đem đến cho quý vị khán giả một màu sắc khác hơn. Bình thường Mây có thể trong trẻo. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Trong veo trên bài hát này, Mây mưa thì sao? Anh không dám nhận xem phim kinh dị á. Anh ơi, phim này hay lắm, không có kinh dị đâu. Nhưng mà tới đó Mây sẽ cho anh coi phim kinh dị. Anh không thể trốn được em luôn. Rồi, xong. Rồi, coi luôn. Top 3 The Masked Singer Việt Nam sẽ được mở mặt nạ. Những giọng ca khủng nhất sẽ cùng nhau đứng trên một sân khấu. Tất cả sẽ được diễn ra chỉ một đêm duy nhất tại The Masked Singer Việt Nam All Star Concert vào ngày 19 tháng 11 năm 2022 tại sân vận động Phú Thọ. Địa chỉ cổng số 1, 219 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 11. Cổng số 2, số 2, số 4 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11. Mua vé ngay hôm nay tại vshop.vn. Nếu sau khi xem phim về hươu thần có giận và cạch mặt Mây thì Mây sẽ làm như thế nào? Mua trà sữa qua chỗ. Mày bình tâm đi, mai mua trà sữa cho anh. Đây là một cuộc thi không phải đơn thuần là The Masked Singer ca sĩ mặt nạ, mà là một cuộc thi giật bài hát với nhau quý vị ạ. Mà là một cuộc thi giật bài hát với nhau quý vị ạ. 3 giờ sáng em phải dậy, giật được cái bài đấy không thôi em sẽ bị giật. Chào mừng ngay ngồi được trả đến tất cả quý vị khán giả của chương trình The Masked Singer Việt Nam 2022. Mây có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi là em út và cũng là người duy nhất trong bảng Á có mặt ở top 5 không? Em có thể gọi là em út duy nhất. Bé Ti Ti có niềm đam mê âm nhạc rất là lớn. Giống như là các anh chị ai cũng đều muốn cho chương trình của The Masked Singer thêm màu sắc, thêm thành công. Mây nhất định sẽ cố gắng cùng với mọi người thật là nhiều. Mây có muốn thay mặt những mascot trong bảng thực hiện điều gì khi bước tiếp cùng chương trình không? Mây không thay mặt nhưng mà Mây sẽ đem đến cho quý vị khán giả một màu sắc khác hơn. Bình thường Mây có thể trong trẻo, trong veo. Nhưng bài hát này, Mây mưa thì sao? Lady Mây nhận định như thế nào về sự hạnh phúc? Lady Mây hãy chia sẻ về một câu chuyện mà Mây cảm thấy hạnh phúc nhất khi trải qua. Nghĩa của Mây, chở Mây đi ra một cái chỗ đứng trên cao ơi là cao luôn. Và hai đứa cầm hai ly trà sữa uống, nhìn xuống phố rất là đẹp. Trời gần tối, nhìn thấy Dubai này, những cái tòa building cao này, cây xanh ở dưới nữa. Ồ, rất là đẹp luôn. Đó là những cái điều mà Mây rất là thích và hạnh phúc. Tôi mà tôi là Mây, tôi bay bổng lắm. Trí tưởng tượng cũng rất là bay bổng. Có ý kiến cho rằng Mây chỉ hát nhạc nước ngoài hay. Mây nghĩ sao về điều này? Mây có biết hát bằng tiếng nào khác ngoài tiếng Anh và tiếng Việt không? Nếu có, hãy trình diễn thử một đoạn. Mây có thể hát được tiếng Pháp, một chút của tiếng Ý, tiếng Thái và tiếng Trung Quốc. Quý vị cảm thấy Mây không hát tiếng Việt hay thì Mây sẽ trau dồi thêm. Và bằng chứng sẽ là những cái sản phẩm sau này. Sau khi mà Mây lộ diện sẽ cho quý vị khán giả thấy được là Lady Mây đã trưởng thành hơn rất nhiều so với những năm trước. Mây có thể trình diễn một đoạn nhỏ bằng tiếng nào khác ngoài tiếng Anh và tiếng Việt không? Mai đẹp đi đi kha, mai đẹp đi đi. Bây giờ Mây xin gửi đến tất cả quý vị một đoạn của ca khúc trong bộ phim Mai đẹp đi đi. Ca khúc When You Love Someone, khi bạn yêu một ai đó. Chà chờ con trai khôn nưng Hì rắn dây cố rấp lào Hòa nắn trăng Sa quân nưng Hì ya kì chinh kla môn thao Mây tông bay ai phá Sa khôn đu đinh Còn mây gắm lốt ta Mây tông ru sụp u rai Xấu hổ quá, hát sai tùm lum. Nếu đứng giữa hai tình huống, một là vô cùng nổi tiếng nhưng nhiều áp lực, hai là cuộc sống yên bình, được hát cho thỏa đam mê nhưng lại không được nhiều người biết đến, Mây sẽ chọn lựa giữa hai tình huống đó như thế nào? Điều gì gần với con người thật sự của Mây nhất? Mây sẽ chọn công việc và áp lực, bởi vì áp lực sẽ đẩy mình lên mỗi ngày. Mây là một con người của công việc. Yeah, exactly. Trong một cuộc thi, điều gì là quan trọng nhất với Lady Mây? Về đích với thành tích cao hay tận hưởng quá trình? Thật sự lúc đầu khi mà vừa mới bước vào The Masked Singer, Mây không có ở trong một tâm thế là đi thi. Mây chỉ muốn là khán giả có thể nghe được giọng hát của mình và cảm nhận được cảm xúc của mình trong từng bài hát. Mây tận hưởng quá trình của Mây. The Masked Singer Việt Nam đã đem lại những trải nghiệm gì cho Lady Mây? Mây có hy vọng sau chương trình, bản thân có thể tìm thấy thêm nhiều màu sắc âm nhạc mới không? Bản
thân May sẽ tìm kiếm những gì mà phù hợp với May nhất. Trải qua một cái quãng thời gian, May vừa khóc vừa cười cùng với The Masked Singer. Có nhiều khán giả của May, mình biết được là thì ra là mình có nhiều người yêu mến đến như vậy. Khán giả cũng cùng khóc cùng cười cùng với May, cùng với chương trình. Đó là một cái điều mà đã lâu lắm rồi không có nhận được nhiều những cái tín hiệu yêu thương từ mọi người như vậy. Rất là yêu khán giả, rất là yêu chương trình, ekip của The Masked Singer. Lady May cảm thấy rất là hạnh phúc. Lady May có thể nhận xét một chút về từng mascot trong top 5 không? Lady May cảm thấy lo ngại mascot nào nhất? May cảm thấy lo ngại với chị Tí Nâu và chị Phượng Hoàng Lửa. Bởi vì Tí Nâu biến hóa rất là đa dạng, đáng yêu. Chị Phượng Hoàng Lửa kỹ thuật đầy mình. May chỉ là một em bé tí ti, rất là may mắn và hãnh diện khi được đứng trong bảng với các chị. Lady May hãy kể về một kỷ niệm hài hước mà ít ai được biết đến của Lady May. Kỷ niệm hài hước của May là đang đi diễn nhưng mà bị té sân khấu. Cũng có người cười và cũng có người đỡ mình dậy, nhưng mà mình tự cười thầm là mình sung quá. Bước lên trước cái chỗ đấy, nó không phải là cái sân khấu, nó là cái chỗ hụt. Sau lần đó Lady May bị chạy đầu gối, nhưng mà không sao hết rồi. Lady May hãy nói về lý do mà khiến Lady May thức trắng đêm. Mẹ đã từng thức trắng đêm để suy nghĩ idea, bài hát như thế nào và tập hát nữa. Có khi mình cũng áp lực công việc mà mình không ngủ được, mong muốn đem đến những cái gì tốt nhất cho khán giả của mình. Nếu như phải đi xem phim kinh dị một mình thì Lady May có đi hay không? Dạ có, em không có sợ ma. Em không có sợ ma. Có thể rủ thêm một mascot nào đi chung thì Lady May sẽ rủ ai? May sẽ rủ anh Hưu. Xem phim kinh dị thì mình sợ rồi, mình chân chắn đâu thấy gì đâu. Mình nghĩ là tại vì May một cái giọng quay cái phòng thi thì quá là powerful rồi. Mình nghĩ là nếu mà khi mà May còn gặp những tình huống mà kinh dị đó thì chắc mừng May sẽ như thế thôi. Anh ơi, ngoài em nhỏ nhẹ, dễ thương hơn nhiều. Vậy sao? Nói thật không? Anh không dám được xem phim kinh dị á. Anh ơi, nhưng mà tới đó mày sẽ cho anh coi phim kinh dị. Anh không thể trốn được em luôn. Rồi, xong. Rồi, coi luôn. Nếu sau khi xem phim về hươu thần có giận và cạch mặt May thì May sẽ làm như thế nào? Mua trà sữa qua chỗ. Anh tâm em đi, mai mua trà sữa cho anh. Lady May hãy chia sẻ một câu chuyện thú vị sau hậu trường mà khiến cho Lady May nhớ mãi không quên. Đây là một cuộc thi không phải đơn thuần là The Masked Singer ca sĩ mặt nạ, mà là một cuộc thi rực bài hát với nhau quý vị ạ. Ba giờ sáng em phải dậy, dịch được cái bài đấy không thôi em sẽ bị dịch. Nếu các mascot thành lập một nhóm nhạc, Lady May hãy phân vai trò của các thành viên center, rap, vocal, visual, leader. Lady May muốn nhóm nhạc của mình tên là gì? Điều kiện là phải phù hợp với trend bây giờ. Đây sẽ là center. Đây sẽ là rapper. Đây với đây là vocal được không? Chị có xem với May á, còn chị Tí Nâu sẽ là visual nhá. Bữa nay chị Tí Nâu rất đẹp nhá. Lady May nghĩ ai sẽ là quán quân của The Masked Singer Việt Nam? Đây sẽ là quán quân đầu tiên của The Masked Singer. Chị là người có thần thái này, kinh nghiệm trình diễn này và mỗi giọng hát bậc thầy, giúp cho chị Phượng Hoàng Lửa có thể hoàn thành những màn thi của mình và thật là xuất sắc. Ca sĩ mặt nạ The Masked Singer Việt Nam lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel. The Masked Singer Việt Nam All Star Concert được tổ chức chỉ một đêm duy nhất. Mua vé ngay hôm nay tại vshop.vn.